Mình xin chào các bạn. Hiện giờ mình đang ở huyện Dòng Riền thuộc tỉnh Kiên Giang, ở nhà của anh Út Tửng. Mình với anh vừa cũng đi bắt được một số con chuột ở ngoài đồng về, nói chung là cũng vàng ươm á. Thì ảnh đã làm xong và ướp hành tiêu tỏi bột ngọt và đem lên để nướng, chuẩn bị cho một cái cuộc vui nho nhỏ trong buổi tối hôm nay. Cũng thưa với các bạn rằng là cái lò này kiếm rất là lâu nằm ở trong cái hốc á, đốt lửa than cũng nãy giờ cũng mất hết 15 phút các bạn ơi. Rồi mình cũng đưa chuột lên nướng cho các bạn xem nha. Thì ở đây chúng ta nướng thì cũng để cho cái lửa nó hơi riu riu thôi. Mình cũng chưa có rành việc nướng cái kiểu nướng này cho lắm. Nãy giờ lửa cháy thì anh Út anh Gan cũng dập lửa mấy lần, hiện giờ lửa nó cũng đang tiếp tục cháy đây. Thì chuột đồng ngoài đồng bắt đem về thì mình làm liền và ướp liền theo cái kiểu như mình nướng mội đó. Ôi, ăn nó rất là tuyệt vời. Nãy lửa cứ cho nó riu riu như thế này đây, rồi giờ thỉnh thoảng chừng tí chốc chốc vậy đó thì người ta sẽ trở đó để cho nó đều. Chúng ta thấy nó rất là thèm luôn. Chúng ta chờ xem cái nó chín như thế nào nha. Mình cũng công nhận rằng ở cái xứ của Dòng Riền Kiên Giang ngay mùa thu hoạch lúa đó, ôi quá trời chuột luôn, đi đâu có 2 tiếng đồng hồ thôi mà trên 30 con chuột, mà con nào con nấy dần ôm vậy đó. Đây các bạn xem đây, con nào con nấy mọc ú nè. Cái này thì những bạn nhậu của chúng ta thì thấy như là thấy mê liền, thấy là thấy ghét ngay thôi, thậm chí giận vì lý do không ai kêu mình vào để mình nhậu mình đi sớt một miếng để coi thử kích như thế nào đấy. Hầu như cái xứ Dòng Riền mình đó là cũng là nơi mà các chủ ở thành phố Hồ Chí Minh đó, người ta cũng hay về đây để người ta săn lùng những cái khu vực như thế này nè, người ta nhập về lên thành phố Hồ Chí Minh để người ta bán lẻ lại. Đây, nói chung hiện giờ là cũng gió hơi nhiều á, thành ra lửa nó cũng lâu lâu cái thỏi nó cũng bốc cháy à. Các bạn thấy không, trở lên á, nó trở lên một bề chúng ta thấy nó vàng vàng ươm luôn, không thấy cũng là hấp dẫn đấy chứ, rất là hấp dẫn. Đây những cái lò cà ràng như thế này nè, nó hầu như chúng ta cũng hiếm thấy ở thành phố Hồ Chí Minh lắm. Mấy vấn đề này chỉ có miền Tây mới còn lưu giữ thôi, đa phần là lò điện không. Nhưng chúng ta được về quê như thế này nè, ăn những cái con chuột mà nướng theo kiểu truyền thống lửa than thì hầu như là rất là ngon. Đó, các bạn thấy không, hiện giờ nó đang vàng ươm luôn đấy. Ồ, thấy mà muốn thèm đấy.